Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, đây là bộ bàn ăn 8 ghế trên chất liệu gỗ hoa đỏ tự nhiên 100%. Một bộ bàn tròn 8 ghế Louis. Hôm nay Mộc Nam Huy sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá đến tất cả quý anh chị khách hàng gần xa. Đây là một bộ bàn đã được Mộc Nam Huy làm và tuyển chọn các cái phần bông vân cây rất là kỹ và rất là chất lượng quý anh chị nhé. Đây là một bộ bàn tròn với đường kính của bàn là 1m33, được làm theo dạng khung tranh với khung bao ngoài dày 2,5 và bao lam trong là dày 1/2, bao lam trong liền một lá và bông vân cây tự nhiên rất là đẹp quý anh chị nhé. Duy nhất là chỉ có một bộ thôi ạ. Phần vai bàn được Mộc Nam Huy đục theo kiểu dạ thừng với cái bản vai dày là 4 phân. Và đặc biệt thì với cái phần chân trụ đặc nguyên khối được Mộc Nam Huy làm với đường kính là 31 phân quý anh chị nhé. 31 phân đường kính đặc nguyên khối. Và phần chân được Mộc Nam Huy làm đó là phần chân sư tử đục tay. Về bản chân sư tử này được Mộc Nam Huy làm với bản chân 14, được đục sư tử và đục tay thủ công hoàn toàn. Trên bản trụ đặc nguyên khối 31 phân này thì Mộc Nam Huy đục thêm một cái chi tiết hoa đá tây đục nổi. Trên một chiếc trụ thì sẽ có ba bông hoa đá tây. Đó là phần chân quý anh chị ạ. Một bộ ghế phải nói là rất là dày dặn, liền lạc và chắc chắn. Đi kèm với sản phẩm này là 8 chiếc ghế Louis. Và 8 chiếc ghế Louis này được Mộc Nam Huy làm với các bản tựa được làm bằng chất liệu gỗ gõ làng quý anh chị nhé. Và 8 tấm tựa này quý anh chị có thể xem qua tất cả các phần bông vân gõ làng rất là đẹp và sắc nét quý anh chị nhé. Chiếc ghế được Mộc Nam Huy làm với chiều cao là 1m13, chiều rộng và chiều sâu của mặt được Mộc Nam Huy làm là 50 phân. Trên các cái phần mặt ván ngồi của mẫu ghế này thì Mộc Nam Huy làm với cái độ dày dày liền hoàn toàn là 3 cm quý anh chị nhé. Một bộ ghế rất là đẹp. Và vẫn tiếp tục dáng ghế được Mộc Nam Huy làm, đó chính là dáng ghế ngả cong về phía đằng sau. Và dáng ghế được Mộc Nam Huy làm cong luôn ở giữa, tạo một cái tư thế ngồi, tư thế ôm cái lưng của người ngồi quý anh chị nhé. Về cái tấm lưng này thì Mộc Nam Huy làm bằng chất liệu gỗ hoa lào quý anh chị ạ, lặp lại đến quý anh chị nhé. Mặt trước mặt sau và quý anh chị có thể nhìn thấy các phần bông vân đồng đều cân xứng rất là đẹp. Ở đây là bộ bàn còn nguyên mộc và nguyên thô 100%, mà Mộc Nam Huy mới chỉ xịt qua một lớp nước thôi để quý anh chị có thể xem được cái màu sắc và nhìn thấy được cái bông vân của cái sản phẩm này. Và đây là bộ sản phẩm có giá trị sau khi được sơn hoàn thiện là 45 triệu tại xưởng sản xuất của Mộc Nam Huy. Với giá trên thì Mộc Nam Huy sẽ tặng kèm thêm quý anh chị một tấm kính mặt bàn dày 8 ly để quý anh chị về sử dụng nhé. Đây sẽ là một bộ bàn có phần vân mặt rất là đẹp. Và không những là vân mặt mà còn là vân tựa, rồi là phân của mặt ghế nữa quý anh chị nhé. Đấy, một bộ bàn rất là chất lượng từ ghế cho tới bàn. Một bộ bàn mà vừa đẹp và vừa cứng quý anh chị nhé. Cứng cáp liền lạc, chất lượng gỗ gõ đỏ 100%, còn nguyên mộc nguyên thô. Về phần chân thì Mộc Nam Huy làm 3 chân sư tử. 3 chân sư tử rất là lớn. Và cái bản trụ được Mộc Nam Huy lặp lại đến quý anh chị là trụ đặc nguyên khối 31 phân rất là lớn quý anh chị nhé. Đây, đặt cái tay lên để quý anh chị có thể thấy. Đó, một phần trụ rất là lớn, trụ 31 đặc nguyên khối rất là nặng. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại xưởng của Mộc Nam Huy. Quý anh chị có nhu cầu cho sản phẩm có thể liên hệ đến xưởng qua hai số điện thoại được chạy dọc trên màn hình, hoặc quý anh chị cũng có thể tới tận xưởng để kiểm tra hàng còn nguyên mộc, nguyên thô trước khi sơn. Đấy, để đảm bảo cho quý anh chị rằng đúng gỗ và đúng chất lượng 100%. Và đây là một bộ bàn rất là đẹp quý anh chị nhé, rất là đẹp. Từ các thiết kế cho tới các cái phần bông vân tự nhiên, không dễ gì và quý anh chị có thể tìm được những cái bộ bàn như thế này. Vâng, và nếu như những cái bộ bàn này đang là một sản phẩm mà quý anh chị đang tìm kiếm thì quý anh chị có thể tới Mộc Nam Huy xem và chốt được bộ ghế này ngay nhé. Vâng, xin chào.
Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các video kế tiếp của xưởng gỗ Mộc Nam Huy.